Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta lại tiếp tục thưởng thức với những làn điệu vòng cổ. Và đặc biệt là Hùng Thái xin mời tất cả quý vị. Ta thường nói là tốp ca, là ca nhạc là tốp ca ha. Cái này là Hùng Thái sẽ mời tất cả quý vị nghe là vòng cổ tốp ca liên khúc luôn nha. Xin mời nghệ sĩ Phi Yến, bé Ngọc Châu, xuất thân từ đoàn Đồng Ấu Bạch Long, nghệ sĩ Thùy Trang và một đứa em nào nữa bước lên sân khấu, xin được gửi đến bài ca vòng cổ rất là nổi tiếng được mang tên Lá Trầu Xanh. Anh hai ơi, hồi nãy em và em đăng ký em xin cho Ngọc Châu hát. Alo. Anh lên. Bây giờ xin mời con lên con lên con lên thủ giùm chú Thức cái con. Đây đi. Chú Thái mời con lên thủ giùm chú Thức cái. Có biết đâu trời. Thủ giùm cái đờn biết không? Alo. Em nghĩ là cái trời bài này là có bao nhiêu nữ. Mấy người cứ sợ sợ già. Tôi già, tôi nói tôi già, tôi không sợ gì hết á. Hai ơi, nãy em muốn đăng ký Ngọc Châu hát với anh nên mà anh hai không chịu gọi. Cái bài Lá Trầu Xanh này em nghĩ là nữ có bao nhiêu lên hết trơn đi. Chứ bây giờ mà đăng ký mỗi người hát một bài chắc tới tối luôn chưa được. Em nói thiệt, hình như em thấy cái rạp này hình như là nữ nhiều hơn nam á. Mà em hát rồi em xuống. Rồi. Nè. Alo. Nè. Ai chưa hát lên nha. Hát bài gì vậy? Lá Trầu Xanh. Xin mời nghệ sĩ Kim Ngân. Nghệ sĩ Kim Ngân. Kim Phụng. Đúng rồi. Em nghĩ là Bảo mấy chị Thơ. Chưa mấy chị chưa hát lên hát. Kim Tiến hát rồi em xuống nha. Kim Tiến nữa. Bài này là nữ ở trong đây mình lên hết luôn đi. Nữ à, nãy giờ chưa có ai thì cứ lên. Xin mời à. Thank you.
Cảm ơn mấy em. Nhớ ngày mai 8 giờ tập tuồng ở đoàn độc báu Bạch Long nha không? Thay lời những đứa em dễ thương của tôi, xin trân trọng cảm ơn tất cả.